Biển sâu kín đáo là một trong những bí ẩn lớn nhất của đại dương. Vì vậy, các chuyên gia, các nhà khoa học luôn tìm cách lặn sâu xuống biển để khám phá sự đa dạng của động vật, thực vật hay những hiện tượng thiên nhiên huyền bí. Khả năng lặn sâu của con người phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kỹ năng lặn, trang thiết bị bảo hộ, trạng thái sức khỏe. Và với động vật, khả năng lặn của chúng tùy thuộc vào từng loài và cơ cấu sinh học. Và sau đây là top 5 động vật lặn sâu nhất hành tinh. Vị trí thứ 5 đó là chim cánh cụt hoàng đế. Chúng có thể lặn sâu khoảng 500 mét. Chim cánh cụt nổi tiếng là kém nhanh nhẹn trên đất liền. Chúng không thể bay và khá vụng về khi sải bước từ nơi này sang nơi khác. Tuy nhiên, chúng khác hẳn khi ở dưới nước. Chim cánh cụt hoàng đế không phải là loài bơi nhanh nhất, nhưng có thể lặn sâu và lâu hơn bất kỳ loài chim nào. Chúng có thể ở dưới nước trong 27 phút khi lặn xuống độ sâu lên tới 500 mét nhờ hạ thấp nhịp tim từ 70 xuống 10 nhịp trên 1 phút. Tiếp theo, vị trí thứ tư thuộc về rùa da. Đây là loài bò sát lặn sâu nhất với khả năng lặn khoảng 1.200 mét. Rùa da thường lặn sâu để điều tiết nhiệt độ cơ thể, tìm kiếm nguồn thức ăn phong phú hơn. Đặc biệt, rùa da cái lặn vào độ sâu dưới nước giúp chúng tìm kiếm địa điểm an toàn để đẻ trứng và bảo vệ con non khỏi các mối nguy hiểm trên bề mặt biển. Thứ ba, đó là cá mập voi. Với chiều sâu khoảng 1.900 mét, loài cá khổng lồ này thường lặn sâu để thực hiện quá trình sinh sản, tránh áp lực môi trường và ánh nắng gay gắt của mặt trời. Vị trí thứ hai với khả năng lặn sâu 2.250 mét là cá nhà táng. Món ăn yêu thích của cá nhà táng đó là mực khổng lồ. Vì vậy, chúng là vị khách thường xuyên lui tới vùng chạn vạn, khu vực âm u, thiếu ánh sáng để săn mực khổng lồ. Theo nghiên cứu, chúng tiến hóa xương sườn và lá phổi đặc biệt để không khí tập trung ở một khu vực nhỏ và nhịp tim của chúng giảm khi lặn sâu đến 2.250 mét. Và vị trí quán quân thuộc về loài cá voi mỏ hầm Cuvier với khả năng lặn sâu 2.992 mét. Động vật biển có vú này còn giữ kỷ lục lặn lâu nhất năm 2020 khi ở dưới nước trong 3 giờ 43 phút. Trong quá trình lặn sâu kéo dài, chúng sẽ tạm ngừng hoạt động một số cơ quan để giúp chúng sống sót. Loài cá này sống ẩn dật và giới nghiên cứu biết rất ít về chúng do chúng dành phần lớn thời gian ở dưới nước. Cảm ơn mọi người đã xem video và hẹn mọi người vào những video tiếp theo nhé!